thưa cháu à, có nghĩa là cái này là không phải là lừa gạt gì hết. Thứ nhất là gần sắp tới mùa xuân năm 2019, mùa xuân Quý Hợi. Thứ nhất là chúng tạo cho mùa xuân ấm áp, cái vui cho mùa xuân. À, thứ hai là tăng cái phần dùng đó, cô thiên hạ. Cái thứ ba nữa là chúng xin đồng giờ cho con vui trong dịp xuân. À, rất cảm ơn cháu dạy cho chú cũng á. Cái vụ này là chúng không phải có gạt cảnh gì người ta hết, nhưng mà chúng tạo cho không khí mùa xuân sớm đến. Mà nhìn chú vậy là thấy mọi người thấy ở Sài Gòn cũng thấy là vui rồi đó. Thấy xuân tới à. Nãy giờ con thấy trời nắng rồi, chú mặc gì chú nhảy thì có mệt không? À, có nghĩa là trong đó cũng đúng ngõ cũng mệt đó. Nhưng mà có nghĩa là những cái lời mà chúc xuân này rất cảm ơn của những anh ca, những cái anh mà ca sĩ rồi đó. Những cái anh mà đã tạo cho cái bài viết mùa xuân đó là rất cảm ơn. Giờ cái nhạc đó mà có khi là những người đi đàn người ta họ thấy họ tội mà thấy ấy là họ vô ủng hộ thì rất cảm ơn những nhạc sĩ và những người mà đã làm nên những khúc hát mùa xuân đó cho chúng được coi như là trọn vẹn mà hướng được một niềm vui hạnh phúc mùa xuân thì rất cảm ơn và chân thành cảm ơn. Nói chung là nghe nhạc vậy là chú nhảy theo là chú thấy cũng vui đúng không? Đúng rồi, vui phấn khởi, không có bệnh, bệnh gì hết, chỉ có đúng mà. Dạ. À, mà đi lại vậy là khỏe lắm. Đi lại khỏe nhưng mà quá trình là chú thập vậy nhưng mà chú thập cũng như thập thể dục. Có nghĩa là theo cái tư cách cha là cũng gọi tập thể dục hết đó. Chú học ở đâu mấy cái động tác này? Không học, có nghĩa là chú cũng phải do lo làm em mà có đâu học. Nhưng mà chú nhìn những anh ca sĩ cháy nhìn những ca sĩ cháy chú thấy cũng rồi chết gì vậy mà rất cảm ơn mấy anh đó cháy rồi chú mới chú nhảy theo cũng thích được. Chú mới mua hả chú? Chú mới mua, chú ráng để tạo mùa xuân cho bây giờ không có. À, lúc trước là mất rồi cái mất máy kia. Mất rồi, nhưng mà chú ráng là... Tại sao mất chú? Coi như chắc máy xì kê đi ngang qua nó lụm là chú mối quá chú trọng mắt. Dạ. Là họ đi ngang qua họ sách. Thì coi như cũng biết ai được. Bây giờ là đối tạo mùa xuân ấm áp thì chú phải mua cái này được. Cái mới này bao nhiêu chú mua bao nhiêu? Cái này là coi như hết tạo khá thiên nhớ rồi là 1.2 triệu. 1.2 triệu, trời ơi, cũng mắc quá. À, cũng hết. Là coi như cá thế nhớ đồ chú ghép nhạc xuân ngồi đây rồi chú ai phụ chú ghép nhạc xuân hả? Không à, coi như chú thấu mấy cái tiệm mà điện thoại người ta họ ghép cho. À, cứ bảy giờ nhạc xuân như này hết à. Rồi. Chú có bắt bài nào chú nhảy bài đó? Bắt bài nào đó, còn coi như rumba chú nhảy khác. Mà cha chú nhảy khác. Chú biết mấy động tác đó luôn hả? Động tác đó là do chú thấy mấy ca sĩ trong phòng chú cũng biết học gì đó chú cũng vô. À, cứ xem đĩa đúng không ngày xưa? Cứ xem đĩa thấy mấy ca sĩ giấy cứ có nghĩa là chắc bước qua bước 1, 2, 3, 4 là chạy lại ra. Dạ. Mà rumba là cứ dày coi chân lại là chú bắt trước mấy anh đó để chú cũng học hành gì hết. Nhưng mà là chú lấy động tác đó những người đi đàn nhiều người họ thấy chú họ cho cũng 200-300 ngàn cũng có. Dạ. Họ anh đi đó ấy là vừa là chú giấy đây là coi như là tại sao khi biết là mấy anh uống cà phê kia mấy chị coi như qua cho 300-400 ngàn nó đầu cảm ơn giấy rất đẹp nhưng mà rồi đi nhiều dữ rồi. Dạ. Mấy anh nói thôi cầm đi rồi thay mặt cho gia đình cũng xin cảm ơn mấy cái mặt thường quân mà đã ủng hộ cho bà Chánh coi như điều đó. Dạ. Thôi vậy chú ngồi chú nghỉ đi chú uống nước đi chú để không trời nắng. Trời nắng quá nói hồi mệt. Lấy vợ lo làm ăn cam cuộc sống thấy cuộc sống vất vả ở vùng khó khăn cho nên chính vì vậy cũng mới bỏ nhà ra đi ở đây nó tìm trên sống là từ 2000 lấy năm cho đến nay ở đây vẫn còn làm mười mấy năm rồi. Thì nói chung là cháu là vì cuộc sống và vì kiếm được bạc đó là cho con nó ăn học đến nơi nó nước. Chính vì vậy là chú hứa rằng là chú ráng cố gắng củng cố cho đội hình của con chú nó làm thế nào chú hy sinh xương máu ra nữa làm thế nào để cho con nó tăng thêm phần mà với thiên hạ dưới đầu làm được công việc của nhà nước chứ còn chú giúp đầu để ước nguyện của chú là mong rằng như vậy vợ chồng chú mong rằng như vậy thôi. Dạ nhưng mà sao mà có thấy là chú bây giờ chú lúc đó chú là chú tên Nguyễn Minh Chấn thôn Tân Lập xã Nhân Lộc huyện An Dương tỉnh Bình Định. Dạ vậy ở Sài Gòn chú ở đâu? Chú ở trọ số 17A huyện Thái Học thành phố Hồ Chí Minh của một thành ở chợ vậy thì chú ở thì sao kiểu như sao chú? Tức là thưa chú như thế này tức là chú là kèm phố vô chú có nghĩa là sống ở chung cư tức là cứ giờ cũng chung thờ thơ cứ đủ một đêm như vậy là 20 ngàn một đêm cứ đêm nào là trả đi đấy cháu ơi nhưng mà vì cực khổ quá cho nên là phải chấp nhận cái cánh mà nằm nghiêng chứ mà chỗ đông người quá 100 mấy người mà nằm nghiêng tại sao vì con mà mình phải hy sinh mình nằm nghiêng nữa đỡ sao đỡ rồi sáng mình dậy lo đi kiếm tiền mà đỡ giờ cho chung đầy cho con
nó đó trở thành một người muốn quen đất nước nó chứ còn bây giờ là chú cái nguyện vọng của hai vợ chồng chú là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chú bây giờ làm thế nào nữa là chú không nghĩa hy sinh bao nhiêu nữa là nghe con nó hơn chú là chú rất phấn khởi, chú làm không có chút mệt chút đỏ hết. Bây giờ chú biết nhiều lúc vợ chú đừng nghiêng này thì trời vợ chồng đừng nghiêng hay vợ chồng đừng nghiêng hả nó phấn khởi cố gắng ít vừa được rồi đó kiếm được là xin mấy đồng bạc bây giờ để đó cho con nó tiêu trong dịp xuân rồi đấy. Dạ. Rất cảm ơn. Đây. Bây giờ nói chung là cái bình này là nếu ví dụ như mà chú có mua mất cho chú là 20 ngàn cũng được. Mà ví dụ như chú có trả là 15 ngàn cũng được. Thì có giờ anh Phân. Dạ, thôi con lợi chú chào. Rất cảm ơn những nhà viết bài đã ủng hộ cho chú. Dạ. Chú xin tặng học. Cảm ơn. Đây, trên đây là cái xe bánh của chú. Xe bánh bao gồm bánh ống nha. Các bánh bánh khác như bánh tay heo. Ồ, các loại bánh luôn. Chú bán rất là nhiều bánh, chú lấy ở ngoài chợ và về đây thì bắt đầu là bán như thế này. Nói chung là trời nắng nên chú bán và chú nhảy rất là cực. Mọi người có muốn ủng hộ chú thì nhớ ghé ở ngay chỗ cái con đường đường gì ta? Đường này là đường Hoàng Diệu nha. Đối diện số 44 Hoàng Diệu thì mọi người ghé ở đây là sẽ thấy xe bánh của chú. Xe bánh của chú bán. Đây bánh. Đây chiếc xe của chú này. Đơn giản thôi nhưng mà xe bánh đó rất là nhiều món luôn. Tất cả những món có món của tuổi thơ giống như bánh ống mà mọi người có thể là mọi người đã từng ăn ở quê. Món bánh ống hay món lỗ tai heo. Đây Bảo Ngọc vừa mua được một bịch bánh à, ủng hộ chú. Mọi người nếu mà có muốn ủng hộ chú và cũng như là thấy được một chút xíu mùa xuân thì khi mà đi trên đường Hoàng Diệu mọi người nhớ ghé ở 44, đối diện 44 Hoàng Diệu nha mọi người. Chú ở vậy là đến khoảng bao nhiêu năm mà chú từ vô Sài Gòn tới giờ? Tức là bắt đầu từ 2005 tới đây, hôm nay đã 13 năm rồi. 13 năm rồi. Năm 2019 là 13 năm rồi con. Đi ra đi vô có nghĩa là trong khi chú bán rồi mỗi lúc có tiền là chú bán vô cái thế về cho con cái chú nó nộp ba bán vô cái thế anh em của ngân hàng công thương nó về cho con nó nộp còn cho vợ nó mua mắm đồ đen để là cô biết là con còn cần cho vợ chú biết đó nó mua mắm đồ đen hôm nay vợ chú vô hôm nay vợ chú vô khi nào chú nó vô là coi như đây là người thứ ba rồi nó vô định nó đi khám bệnh đầu sẵn là coi như là sẵn cùng chờ những ngày chú viết bài nó viết tên thì hội thiện cũng có tìm tới cho chú được hai chiếc xe đỡ hâm bay hết là chú được vừa chung một gia đình là ai biết đó là rất cảm ơn những và những mạnh thường quân những cái người mà có tâm tốt đỡ cho tạo cho chú một tiền đó chú rất cảm ơn những mạnh thường quân đó. 8 giờ là chú dừng những thầy học và chú bán cũng 12 cho đến 1 bán lúc đi trực chiều. Bán tối gì luôn hả? Đúng rồi, cháu cứ trên đây bữa nào đi ngang qua chú thì gặp chú là coi như là chú muốn mua bịch hết đó. Dạ, bữa mà chú thì chú bán mỗi ngày thì bán khoảng bao nhiêu bịch mà mỗi bịch chú bán bao nhiêu tiền? Cháu ơi, có nghĩa là chú bán á, có khi á là 20 ngàn, 15 ngàn chú vẫn bán. Có nhiều người lại thông cảm là bán cho mất chút được. Có nhiều người không thông cảm là 15 ngàn chú vẫn bán. Bán đỡ cho nó hàng rồi chú lấy cái khác chú bán được. Nói chung là vì kinh tế cuộc sống nên chú ráng làm đấy. Nhưng mà thưa cháu là tùy theo công chuyện. Tức là chẳng hạn gặp những người khách hàng họ thông thá thì họ đưa 20. Nhưng người khách hàng họ trả thì chú buộc nằm là tùy theo. Nhiều quá thì chú mới lo bán 15, có khi 12 chú vẫn bán. Nhưng mà thống nhất nhất là rất cảm ơn những người, là cảm ơn những nhà viết bài đã viết lên. Thì nhiều người là ủng hộ là trong cái quá trình là 20 ngàn nhiều lắm. Nên rất cảm ơn những nhà viết bài. Dạ, có những món nào chú nói kể lại. Chú thứ nhất là món bắp đố, thứ hai là coi như bánh ốc, rồi thứ ba là coi như bánh men, rồi bánh không bánh bánh tay heo rồi rồi bánh sốt rồi đấy con. Chú bán đó giờ vậy luôn hả hay là chú có thay đổi gì chưa? Có nghĩa là lúc đầu chú bước vào Sài Gòn là chú bắt đầu đi bán buôn bán đậu phộng, bưng ký đố chở cái xe đạp đi bán đậu phộng, cho nên là bắt đầu là thường đó là chú thấy là do ơn cường của dân người ta họ vô nhiều quá.
cho nên họ bắt đầu họ bán, họ bưng, họ bán nhiều quá, cho nên là cái nghề thông chú không có đỡ đạt. Chính vì vậy chúng mới thay đổi ra cái người này, à, để chú bán và kiếm được thu nhập là giờ cho con nó ăn học. Còn một tháng nữa là chúng ta bắt đầu đốt vào một mùa xuân năm 2019, một mùa xuân kỷ hợi, một mùa xuân đầy kỷ niệm. Thay mặt cho gia đình Ba Chánh xin cảm ơn và kết chúc tất cả những mọi người của quê hương đất nước chúng ta một năm mới an lành, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Yeah, rồi cảm ơn chú.